đất là một loại tài sản giá trị cao. Hầu hết người mua chọn đặt niềm tin và tiềm năng về giá ở trong tương lai, dù mục đích mua chỉ để ở. Vì không ai có thể chắc chắn rằng họ sẽ không mua bán nhà sau này và không muốn bán lỗ. Người mua nhà lần đầu lại càng cẩn thận trọng hơn khi quyết định. Blog Nội Thất Đẹp xin chia sẻ đến các bạn kinh nghiệm mua nhà giúp người mua làm chủ quá trình mua bán nhà đất. Thứ nhất, xác định mục đích mua nhà để làm gì. Nhiều người mua nhà chỉ để ở, chỉ để kinh doanh, nhưng có người mua nhà vừa để ở, vừa để kinh doanh, hoặc là mua nhà để đầu tư kiếm lời. Các loại nhà lựa chọn, như nhà phố liền kề hay là biệt thự, nhà riêng lẻ mới xây hay là nhà cũ, căn hộ hay là shop house, hoặc chúng ta xét thêm các yếu tố như là nhà cần bao nhiêu phòng, thiết kế ra sao, xem hướng nhà nào tốt cho vận mệnh theo phong thủy. Việc xác định đúng và đủ nhu cầu, bạn sẽ thu hẹp được phạm vi tìm kiếm nhà giữa hàng trăm ngàn nhà đất đang giao dịch ở trên thị trường. Bên cạnh đó, nó cũng giảm bớt áp lực tài chính khi bạn chọn mua một căn hộ mà có diện tích quá lớn mà gia đình thì dùng không hết. Thứ hai, xác định thời gian sẽ mua nhà. Khi đã xác định được mục đích thì việc xác định thời điểm mua nhà cũng rất là cần thiết. Khi xác định được thời điểm mua nhà, chúng ta sẽ có kế hoạch cụ thể để dành dụm tiền cũng như là sắp xếp thời gian tìm mua nhà hợp lý. Thực sự rất khó để ước tính đúng 100% tìm mua nhà, nên nếu đã có khoảng 70% giá trị căn nhà thì hãy quyết định mua nhanh chóng. Tất nhiên, căn nhà đã được xem xét kỹ lưỡng. Nếu không quyết định mà chần chừ thì giá có thể tăng lên, lúc đó sẽ không có đủ tiền để mua nhà nữa. Thực tế hiện nay thì rất nhiều người chọn giải pháp tài chính thông minh hơn. Họ không cần phải đợi đến lúc có đủ tiền mới mua nhà mà sẽ chọn hình thức mua nhà trả góp từ các dự án mà không cần phải tài sản khác thế chấp hoặc là vay mua nhà từ ngân hàng hỗ trợ. Nhưng cũng cần có khoảng 50-70% giá trị căn nhà thì hãy quyết định mua nhà nha. Khả năng tài chính ổn định, đảm bảo mỗi tháng sau khi trả nợ ngân hàng thì vẫn còn đủ chi phí để sinh hoạt. Thứ ba, cần xem xét tài chính, không nên mua nhà theo cảm tính. Thường thì chúng ta sẽ đi xem rất nhiều ngôi nhà rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Có những ngôi nhà thật sự rất đẹp, có vị trí tốt, tiện nghi, đầy đủ nội thất hiện đại, nhìn là thích ngay, có thể dọn vào ở liền. Tuy nhiên, mức tài chính lại quá hạn hẹp, nhưng vì quá thích nên vẫn quyết định mua ngôi nhà vượt quá khả năng, dẫn đến hậu quả vay nợ chồng chất. Mua nhà xong chẳng những không vui, không hạnh phúc, mà nỗi lo lại càng nặng nề hơn. Vì vậy, cần xác định mức tài chính kỹ càng và lựa chọn một ngôi nhà phù hợp. Nếu có vay thêm thì nên tính toán khả năng chi trả để không ảnh hưởng đến cuộc sống sau khi mua nhà. Đừng vì cảm tính nhất thời mà quyết định ảnh hưởng về sau. Thứ tư, dự trù trước các khoản chi phí phát sinh. Mua nhà ngoài tiền mua nhà thì còn có các khoản chi phí khác cần phải dự trù như là phí môi giới, sửa sang nhà cửa, thuê nhân công hay là mua sắm thêm các vật dụng trong nhà là do chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc mua nhà. Nếu không tính toán kỹ thì những chi phí phát sinh sẽ vượt ngân sách. Cứ ngỡ mua nhà giá rẻ vẫn còn dư nhưng khi tính ra lại bị hao hụt do quá nhiều chi phí phát sinh. Thứ năm, phải kiểm tra giấy chứng minh sở hữu nhà đất là thật hay là giả. Tình trạng sử dụng sổ nhà giả để thực hiện việc mua bán không phải không xảy ra. Nếu không có kiến thức về việc xem các giấy tờ này thì người mua nhà lần đầu có thể bị gạt mà không hề hay biết. Thứ sáu, xem xét đến vị trí của ngôi nhà. Vị trí là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá cả của ngôi nhà. Nếu không có tiền mua nhà ở trung tâm thì cần xem xét mua nhà ở các vị trí thuận tiện nhất, như là gần nơi làm việc, trường học của con, công viên, chợ, bệnh viện, các trung tâm mua sắm, vui chơi, giải trí. Thứ bảy, chú ý đến môi trường sống và an ninh xung quanh ở ngôi nhà. Kinh nghiệm mua nhà bạn cần xem xét đến các yếu tố. Thứ nhất, vấn đề an ninh khu vực như thế nào? Môi trường sống có phức tạp hay không? Vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến các thành viên trong gia đình, đặc biệt là con nhỏ. Thứ hai, hệ thống giao thông, hạ tầng xung quanh. Chúng ta có thể xác minh vấn đề này bằng cách hỏi hàng xóm xung quanh hoặc là nghiên cứu từ các dự án mà nhà thầu đã xây dựng. Thứ 8. Xem kỹ nhà khi nhận bàn giao. Cho dù ngôi nhà có vị trí thuận lợi, thiết kế bên ngoài đẹp mắt, nhưng vẫn phải chú trọng kiểm tra kỹ bên trong như là hệ thống ống nước, đường dây, vách, tường nhà. Chúng ta cũng có thể chọn thời điểm xem nhà là vào mùa mưa để có thể kiểm tra xem nhà có bị thấm nước hay là mưa dột hay không. Bên cạnh đó, ta cũng có thể kiểm tra được hệ thống thoát nước ở xung quanh ngôi nhà. Ngoài những lưu ý trên thì anh chị có thể tham khảo thêm ý kiến từ bạn bè, người thân hoặc là chuyên viên môi giới chuyên nghiệp đáng tin. Mua nhà là chuyện lớn,
nên bạn cần nắm vững các lưu ý để đưa ra quyết định đúng đắn khi mua nhà nhé. Các bạn thấy video của blog Nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog Nội thất đẹp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.